Xin chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta lại phải cùng nhau bàn luận về một cái vấn đề rất đơn giản thôi, nhưng mà cứ phải nói đi nói lại, bởi vì trong lúc làm bài tập thầy thấy chúng ta rất là hay quên cái gì. Thì đây, chúng ta nhớ cho thầy cái chỗ này. Chú ý về căn x. Theo Hải Anh thì có gì phải chú ý về cái căn x nào? Đầu tiên là chú ý về cái gì? Chú ý về định nghĩa thì nói đến cái gì? Căn x là sao? Căn x. Căn x là... là một số mà mũ bình phương lên bằng x. Đúng rồi, là một số mà bình phương lên thì bằng x. Đó, bình phương lên thì bằng x. Nhá. Thế rồi, căn x là một số như thế nào? Căn x là một số x lớn hơn bằng 0. À, nó là một số lớn hơn bằng 0 thôi chứ không phải là một số x, là một số mà lớn hơn bằng 0. Thế rồi bản thân cái x là như thế nào? Cũng phải lớn hơn bằng 0. Đúng rồi, x cũng phải lớn hơn bằng 0. Bởi vì sao? Bởi vì căn x bình phương lên thì ra x. Thế mà bình phương thì bao giờ cũng lớn hơn bằng 0. Lên tức là cái x này nó phải lớn hơn bằng 0. Đấy, đây là chú ý về căn x mà chúng ta cần phải nhớ. Thế rồi, bây giờ chú ý như thế thì lúc vào làm bài tập ấy, vào làm bài tập thì khi mà người ta bảo căn x bằng 3 chẳng hạn thì con nghĩ thế nào? Căn x bằng 3 thì sẽ là x bằng 9. Vì sao? Vì là 3 bình phương sẽ bằng 9. À, tức là bây giờ căn x bằng 3 thì mình có thể giải bằng cách là viết là căn x thì bằng căn của 9. Và từ đó là x sẽ bằng 9. Đúng chưa? Thế nhưng nếu mà người ta giải một bài nâng cao, đó là bài căn x nhỏ hơn 2 thì sao? Căn x nhỏ hơn 2. Ừ. Thì sao? Thì mình cũng bình phương lên. Rồi, thì căn x nhỏ hơn 4. Căn 4. Rồi sao? Rồi x nhỏ hơn 4. Rồi, x nhỏ hơn 4. Nhưng mà có gì phải chú ý? Vậy x thuộc... À không. Vậy thì... Vậy... Không. Tại sao lại liên quan số 0 gì ở đây vậy? Không lớn hơn... Bé hơn bằng x. Vì sao? Bé hơn 4. Vì sao? Tại vì đây là toàn bộ những số bé hơn 4. Bé hơn 4? Thế nếu mà mình chỉ kết luận bé hơn 4 thôi có được không? Không. Vì sao? Tại vì nó có thể âm. Tại vì lỡ âm thì thay vào đây lại không được. Bởi vì mình đã nói là x phải không âm mà. Thế tại sao chỗ này mình không nói đến chuyện x không âm? Tại vì đây nó đã dương sẵn rồi. À, tại vì nó là 9 thì nó dương sẵn rồi. Đúng không? Thế nhưng mà nhỏ hơn 4 thì lại chưa chắc nó đã dương, chưa chắc nó đã không âm. Thế thì kết quận chỗ này phải là gì? À, chỗ này mình phải ghi một cái vậy đời này nè. Không bé hơn. Điều kiện để căn x xác định đó là x phải lớn hơn bằng 0. Thế nên kết quả phải là vậy. Không nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn 4. Đúng chưa? Thế rồi, bây giờ câu khác. Căn x mà lớn hơn 4 thì sao? Căn x mà lớn hơn 4 thì cũng bình phương lên. Ờ, thì căn x sẽ lớn hơn căn 16. 16. Vậy thì x sẽ lớn hơn 16. 16. Rồi sao nữa? Điều kiện. Điều kiện. Lớn hơn bằng 0. Ờ, điều kiện. Thế xong kết quả thế nào? Điều kiện là x lớn bằng 0. Thế xong rồi vậy như nào? X lớn hơn 16 rồi. Vì sao? Tại vì 16 đã lớn không sẵn rồi. À, 16 lớn không sẵn rồi. Ok. Thế câu cuối cùng, câu nâng cao. Căn x nhỏ hơn trừ 5. Không có. Tại sao? Tại vì âm 5 là không có. Tại vì đây này, căn x là không âm. Thì căn x làm sao nhỏ hơn số âm được? Bài này là không tìm được x. Nhá. Không tìm được x vì căn x là phải lớn hơn bằng 0 với x lớn hơn bằng 0. Làm gì có chuyện là căn x lại nhỏ hơn âm 5. Đúng chưa nào? Nhá. Rồi, ok.